Rồi, anh chào mấy bạn ha. Thì ngày hôm nay trong cái video này anh sẽ hướng dẫn các bạn giải một cái bài toán trình bảng. Thì cái đề bài như thế nào các bạn đọc đề cùng anh. Người ta đang cho một cái bất phương trình như trên bảng ha. Và nó nói là tổng tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình. Rồi, thì bây giờ bài này giải như thế nào các bạn sẽ cùng anh tìm hiểu. Bây giờ các bạn đầu tiên các bạn nhìn vào giùm anh cái bất phương trình cái đề bài cho trước. Thì các bạn thấy là cái bất phương trình này thứ nhất các bạn thấy là nó có chứa log. Thứ hai là có chứa căn và thứ ba nó chứa cái phân số. Thì bây giờ nhiệm vụ đầu tiên là các bạn phải đặt cho anh cái điều kiện trước ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi bước đầu tiên là các bạn đặt cho anh điều kiện. Rồi, như nãy anh nói á, thì bài này mình sẽ đặt các điều kiện như sau. Đầu tiên các bạn nhìn giùm anh cái bài này, các bạn thấy ở đây nó có log. Ở đây nó có log. Thì đầu tiên các bạn phải đặt cho anh là hai cái log này phải có nghĩa trước, đúng không? Thì có nghĩa là lúc này bạn phải đặt thứ nhất là x mũ 3 phải lớn hơn 0 là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn phải đặt cho anh 2x lớn hơn 0. Được không các bạn? Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn nhìn giùm anh, ở đây của anh nó có căn nè, thì lúc này anh phải đặt cho cái căn này nó có nghĩa bằng cách là anh sẽ cho cái trong căn lớn hơn hoặc bằng 0. Nhưng mà lúc này các bạn nhìn giùm anh ha, cái trong căn á, các bạn thấy nó đã lớn hẳn hơn 0 rồi. Tại vì ở đây các bạn thấy hai mũ là một số dương cộng cho 8 nữa nó dương, có nghĩa là trong căn này luôn lớn hơn 0 rồi. Thành ra là thôi bây giờ cái căn anh khỏi đặt điều kiện nữa. Cái thứ hai là gì? Các bạn nhìn giùm anh cái mẫu. Anh phải đặt cho cái mẫu của anh nó khác 0. Thì rõ ràng các bạn thấy là số 1 là một số dương cộng cho một cái căn cũng là một số số 0,5. Thì các bạn thấy là cái mẫu của anh nó đã khác 0 rồi. Thành ra là lúc này cái mẫu thôi anh cũng khỏi cần đặt điều kiện nữa, được không? Thì tóm lại là bài này của anh chỉ có hai điều kiện này thôi. Rồi, lúc này các bạn tiến hành các bạn giải điều kiện này ra thì anh sẽ có được điều kiện của bất phương trình này là x phải lớn hơn 0. Được hết đâu các bạn. Rồi, bước 1 đặt điều kiện xong. Bây giờ bước 2 mình sẽ tiến hành mình đi giải cái bất phương trình này. Như nãy anh phân tích với các bạn có một cái nhận xét cho anh ha. Cái bất phương trình này của anh ở bên vế trái của anh nó đang là một cái phân thức. Và các bạn nhìn giùm anh cái mẫu ha. Các bạn có một cái nhận xét là cái mẫu này nó luôn dương rồi nè. Đúng không các bạn? Thì nếu như vậy, nếu muốn cho cả cái phân thức này nó dương thì rõ ràng các bạn phải cho cái tử của anh nó cũng phải dương theo, đúng không các bạn? Thì lúc này cái việc giải bất phương trình sau á, lúc này mình chỉ cần giải cho anh cái bất phương trình trên tử thôi các bạn. Có nghĩa là các bạn phải cho log 2 của x mũ 3 trừ cho log 2 bình phương của 2x cộng cho 13 phải lớn hơn hoặc bằng 0 thôi. Như vậy nhiệm vụ của tụi mình là mình sẽ đi tìm cái tập nghiệm của cái bất phương trình này. Được hết không? Rồi, bây giờ muốn giải được cái bất phương trình này giải như thế nào ha? Thì bây giờ mình có một cái nhận xét như sau nè. Các bạn thấy là cái log ở trên bên trong log của anh á, nó có x mũ 3. Anh thấy có cái số mũ. Thôi bây giờ anh sẽ cái dùng cái công thức là anh đá cái số mũ này xuống đây đi. Được không? Rồi, thì cái chỗ này anh ghi lại là 3 lần log 2 của x. Được hết không các bạn? Rồi, ở chỗ này ha, các bạn có nhận xét cho anh đây là log 2 của một cái tích. Thì nhớ lại cho anh hồi học kỳ 1 á, các bạn có học công thức, ví dụ như anh có log 2 của A nhân B. Thì bằng công thức các bạn sẽ có được là anh sẽ tách thành là log 2 của A cộng cho log 2 của B. Được hết không các bạn? Thì bây giờ anh sẽ sử dụng cái công thức này vào cái chỗ này ha. Tuy nhiên nó có cái bình phương ở đây. Thì khi mà các bạn khai triển ra, các bạn phải mở cho anh một cái ngoặc ra. Có nghĩa là lúc này anh sẽ có được là log 2 của 2 cộng cho log 2 của x. Rồi chỗ này tất cả bình phương cộng cho 13 lớn hơn hoặc bằng 0. Được hết không các bạn? Rồi tới đây thì bây giờ mình cứ khai triển cái hàng đẳng thức này ra đi ha. Bây giờ trước khi khai triển á, thì bây giờ anh làm chậm thêm một bước nữa là các bạn rút gọn cho anh cái log 2 của 2 bằng bao nhiêu đi. Thì rõ ràng các bạn bấm máy các bạn thấy được chỗ này là 1 nè. Rồi cộng cho log 2 của x tất cả bình phương. Rồi cộng cho 13 lớn hơn bằng 0. Được hết không? Rồi bây giờ cái chỗ này nếu như các bạn tinh tế một xíu thì các bạn thấy ha, chỗ này của anh nó có log 2 của x, chỗ này của anh cũng có log 2 của x. Thì bây giờ cái ý tưởng nảy ra trong đầu là anh sẽ đi đặt t bằng cái log 2 của x. Thì lúc này cái bất phương trình của anh nó sẽ trở về bất phương trình ẩn t. Được hết không? Rồi thì cái chỗ này ha, mình sẽ đặt t bằng log 2 của x. Rồi bây giờ anh đánh cho cái bất phương trình này là bất phương trình 2 sao đi. Thì lúc này cái bất phương trình 2 sao, chữ bất phương trình anh viết tắt ha. Rồi bất phương trình 2 sao của anh sẽ trở thành,
anh đặt T bằng log 2 của X, thì chỗ nào có log 2 của X anh đổi nó thành T, thì chỗ này có phải anh có được là 3T. Được hết không? Rồi, trừ cho chỗ này là 1 cộng cho T tất cả bình phương cộng 13 lớn hơn bằng 0. Được hết không? Rồi, công việc của mình lúc này là các bạn bung cái hàng đẳng thức ra, các bạn giải bớt phương trình bậc 2 ẩn T cho anh là xong. Chỗ này là 1 trừ 2T trừ T bình phương cộng 13 lớn bằng 0. Rồi, chỗ này các bạn bấm máy ra tìm cho anh cái tập nghiệm của T ha. Rồi, bây giờ anh sẽ cùng bấm với các bạn. Rồi, nếu như các bạn bấm đúng á, thì các bạn sẽ ra được là T nó sẽ lớn hơn bằng trừ 3 và nó bé hơn bằng 4. Được hết không các bạn? Rồi, bây giờ anh đã tìm được điều kiện T rồi, bây giờ anh trả nó về X đi bằng cách là anh sẽ thay T bằng log 2 của X, thì từ đó mình sẽ có được là từ đó suy ra. Từ đó suy ra ha, thì có phải anh có được là 3 bé hơn bằng log 2 của X. Rồi, bé hơn bằng 4. Được hết không? Rồi, từ đây các bạn tìm ra cho anh điều kiện của X đi. Bây giờ mình ở đây các bạn thấy là mình đang có hai cái bất phương trình. Thì bây giờ mình sẽ giải từng cái. Bây giờ anh che cái con này lại, các bạn tiến hành giải cho anh cái bất phương trình log 2 của X lớn hơn bằng trừ 3. Thì rõ ràng mình thấy là X của anh nó lớn hơn bằng là 2 mũ trừ 3. Được hết không? Rồi, tương tự giải cái bên này, các bạn che bên này lại cho anh. Thì các bạn thấy là X của anh nó bé hơn bằng 2 mũ 4. Đúng không các bạn? Rồi, 2 mũ 4. Được hết không? Rồi, chỗ này các bạn bấm máy rút gọn cho anh. 2 mũ 1 phần 2 mũ trừ 3. Các bạn bấm máy các bạn ra được là 1 phần 8. Đúng không? Rồi, bé hơn bằng X. Bé hơn bằng 2 mũ 4. Các bạn bấm máy các bạn ra được là 16. Được hết không các bạn? Rồi, từ đó ha, các bạn so với dùm anh cái điều kiện X lớn bằng X lớn 0 này nữa. Thì các bạn ở đây các bạn ghi là so với điều kiện X lớn 0. Thì lúc này mình sẽ nhận cái gì? Các bạn tưởng tượng ha, X lớn 0 các bạn giao với cái tập nghiệm này, thì rõ ràng mình vẫn nhận cái tập nghiệm này, đúng không? Thì rõ ràng thì mình sẽ nhận là X nó sẽ thuộc từ 1/8 đến 16. Ở đây là đoạn ha. Rồi, được hết không? Như vậy là mình đã giải xong cái tập nghiệm của cái bất phương trình này rồi. Tuy nhiên các bạn đọc lại đề giùm anh, người ta nói là cái gì? Người ta kêu là tính tổng tất cả các nghiệm nguyên. Các bạn lưu ý giùm anh cái chữ nguyên. Thì bây giờ mình giải ra X nó thuộc cái đoạn này rồi, thì các bạn phải tìm giùm anh coi là trong cái đoạn này có bao nhiêu số nguyên nữa. Được không? Rồi, bây giờ công việc tiếp theo là các bạn tìm giùm anh coi là trong cái đoạn này X có bao nhiêu số nguyên. Thì rõ ràng X thuộc Z đúng không các bạn? Rồi, bây giờ các bạn thử X thuộc bao nhiêu ha. Bây giờ 1/8 các bạn bấm máy ra thì nó cỡ là 0.125. Rồi, bây giờ chỗ này là 0.125. Rồi, chỗ này là 16. Thì mình thấy là X nó thuộc bao nhiêu số nguyên ta? Số nguyên thứ nhất là 1 đúng không các bạn? 1, 2, 3 và đến 16. Được hết không? Rồi, thì X của mình chính là những cái con số này. Nó chạy từ 1 đến 16. Rồi, bây giờ chỗ này xong chưa? Chưa. Nó kêu gì nữa? Tính tổng tất cả con số này. Thì bây giờ các bạn lấy những con số này các bạn cộng lại với nhau thôi là xong rồi đúng không? Rồi, thì như vậy là vậy tổng tất cả các nghiệm nguyên rồi, từ đó các bạn bấm máy ra thôi ha. Các bạn lấy 1 các bạn cộng 2 cộng cho đến 16, thì rõ ràng cái bài này đáp số các bạn sẽ được là 136. Thì đây chính là cái yêu cầu của bài toán này. Rồi, thì ngay trong video này anh đã hướng dẫn cho các bạn về một cái bài toán giải bất phương trình và có liên quan đến cái vấn đề nghiệm nguyên và tổng với nghiệm nguyên. Rồi, thì anh hy vọng là sau video ngày hôm nay các bạn sẽ nhận dạng được cái bài này và giải được chính xác ha. Rồi, anh chào các bạn.